Vâng, xin chào anh chị em cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 thì ngày quốc tế phụ nữ, thì em xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các chị em phụ nữ nhé. Cũng lâu lắm rồi thì bên em bây giờ mới làm việc trở lại nhé. Thì hôm nay em xin tiếp tục giới thiệu về Linh Sam siêu bông ạ. Đây, lô này là đăng lô Linh Sam siêu bông. Đấy, nụ bông rất là nhiều luôn, đang có tại trong vườn, đang có tại trong vườn luôn nha. Thân lượn răng long này, đấy, tay bông chia tứ diện rất là đều và đẹp luôn. Đấy, nụ bông lên rất là nhiều luôn nhá. Hàng một thân, đấy, gốc đế rất là đẹp nhá. Thì Linh Sam siêu bông này bên mình bán là 200.000 một cây nhá. Nhá. 200.000 một cây, thân lượn răng long. Tay bông tứ diện đầy đủ này nhá. Mọi người chỉ việc chơi luôn ạ. Đấy, rất là nhiều loại luôn nhé. Có cây một thân, có cây hai thân nhé. Nhưng mà chủ yếu là một thân thôi ạ nhá. Hàng này là 200.000 một cây, bao phí vận chuyển luôn nhé. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua cây thì liên hệ với em theo số điện thoại 0355 823389 nhé. Đấy, Linh Sam siêu bông bên em còn rất là nhiều ạ. Số lượng lên đến khoảng độ 60 cây nhé. Đấy, chủ yếu là một thân thôi ạ nha. Còn hai thân thì rất là ít luôn, chỉ có vài cây thôi nhá. Thì anh chị lấy loại nào thì vui lòng nhắn tin qua cho em nhé, theo số điện thoại 0355823389 nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này nhé. Rất vui khi được làm việc với các em chị và các bạn nhé. Trong năm mới này 2021, đây là clip đầu tiên của năm mới nhé. Nay mùng 8 tháng 3 rồi. Xin chào và gặp lại tất cả mọi người nhé. Linh Sam bên em còn rất là nhiều loại luôn ạ. Mọi người lựa thoải mái nhé.